Cô về phòng nghỉ đi. Ở đây tôi tự lo được rồi. Sao anh không lên giường thử xem được không? Tôi chưa có buồn ngủ. Một lát nữa tôi sẽ lên nằm sau. Chắc được mà. Không được. Cha tôi đã dặn phải chăm sóc anh chu đáo. Hay để tôi đắp mền cho anh nha. Lại thêm một tên nữa, không thoát được sức cám dỗ của con gái ta. Lũ người tụi bay thật là ngu ngốc háo sắc. Chỉ cần thêm một tên nữa thôi thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên đáng kể.